Đây thì cái này là cái phần da u á. Da u thì chúng ta phải ủ từ 8 tới 9 tiếng. Nhưng mà cái này nó mình đã ủ được mới có 5 tiếng à. Bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn xem nha. Đây là trong cái ly này là cái phần phần thừa. Phần thừa mình không có còn hũ nữa, mình đựng á. Nên mình lấy thì da u mà các bạn làm là nó phải vậy nè. Nó không có nước nè. Nó sệt nè. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Nó sệt không? Đó, nó sệt như vậy là mới được nha. Nó sệt vậy là nó mới dẻo. Nè, mình mở cái hũ này ra cho các bạn xem. Đó, nên mình mở ra cho nè. Đó, các bạn thấy không? Nó không có nước luôn á. Nè, có nó dẻo nè. Đó, nó dẻo gì mới là hoàn thành, thì cái sữa chua mình vậy nó mới dẻo. Bây giờ để mình thử một miếng. Cái sữa chua của mình nó chưa có chua không? Để khoảng đúng của nó là từ 8 tới 9 tiếng nó mới chua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like, share, đăng ký ủng hộ giùm mình. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.